Hi guys, welcome back to layahay.com. Our lesson today is lesson 6A, reading. Cô xin chào các em. Chào mừng các em đã quay trở lại với kênh layahay.com. Và bài học hôm nay của chúng ta đó là bài học 6A, đọc. Trong bài học này thì cô và các em sẽ cùng nhau học về các kỹ năng đó là reading, speaking, writing và các từ vựng về các địa điểm giải trí. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bài học. Chúng ta sẽ đến với kỹ năng đầu tiên, reading, đọc. Activity 1, go through the text quickly. Which is the top attraction in each place? Listen and read to find out. Yêu cầu hoạt động số 1 là các em hãy xem qua đoạn văn một cách nhanh chóng. Điểm thu hút hàng đầu ở mỗi nơi là gì? Nghe và đọc để tìm ra đáp án. Thì bên dưới đây chúng ta có một bài văn với những địa điểm tham quan thu hút khách du lịch. Đó chính là Ferrari World và Cosmo World. Vậy thì chúng ta hãy cùng đọc lướt qua đoạn văn thì chúng ta có thể thấy rằng điểm thu hút hàng đầu ở Ferrari World đó chính là Formula Roser. Và tiếp theo, điểm thu hút khách hàng đầu ở Cosmo World đó chính là Valets. Vậy thì với nội dung hoạt động số 1 thì cô sẽ trả lời như sau. Task 1. The top attraction in Ferrari World. Is the Formula Rosa. The top attraction in Cosmo World is Valish. Điểm thu hút khách hàng đầu ở Ferrari World đó chính là Formula Rosa. Và điểm thu hút khách hàng đầu ở Cosmo World đó chính là ở Valish. Đó là nội dung câu trả lời của cô trong hoạt động số 1 này. Vậy thì bây giờ để kiểm tra được đáp án của chúng ta trong hoạt động số 1, cô và các em sẽ cùng nhau lắng nghe đoạn văn, sau đó chúng ta cùng nhau đọc và tìm hiểu nội dung. Exercise 1, page 104. Worth the experience. You can find roller coasters in most amusement parks around the world, but some are more extreme than others. Ferrari World, Abu Dhabi, UAE. If you have a need for speed, you'll love the Formula Rossa at Ferrari World. It's the fastest roller coaster in the world. It goes up to 240 kilometers per hour and has lots of bends. Actually, it's so fast that you need to put on safety glasses to protect your eyes. Cosmo World, Yokohama, Japan. There are 32 fun attractions at Cosmo World, but Vanish is unique. This roller coaster's track is 2,440 feet long
and the ride lasts 2 minutes. It's the only roller coaster in the world where you vanish into an underwater tunnel. It's very scary and very wet. Như vậy là cô và các em vừa lắng nghe xong. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung của đoạn văn. What to experience? Đáng để trải nghiệm. You can find roller coasters in most beautiful parts around the world, but some are more extreme than others. Bạn có thể tìm thấy tàu lượn siêu tốc ở hầu hết các công viên giải trí trên khắp thế giới, nhưng một vài thì cực kỳ khắc nghiệt hơn những công viên khác. Đầu tiên, đó là Ferrari World Abu Dhabi, UAE. Ferrari World Abu Dhabi, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nếu như mà bạn có nhu cầu về tốc độ thì bạn sẽ thích Formula Rosa ở Ferrari World. Nó là một cái tàu lượn siêu tốc nhanh nhất trên thế giới. Nó có vận tốc lên đến 240 km một giờ và nó có rất là nhiều khúc cua. Trên thực tế thì nó thực sự rất là nhanh nên bạn cần đeo kính bảo hộ để bảo vệ đôi mắt của bạn. Cô có từ protect, bảo vệ, dance, nghĩa là khúc cua, và safety glasses, có nghĩa là kính bảo hộ. Đoạn văn thứ hai, Cosmo World, Yokohama, Japan. Cosmo World ở Yokohama, Nhật Bản. Ở đây thì có 32 điểm tham quan thú vị tại Cosmo World, nhưng mà Venice là độc nhất. Đường ray của tàu lượn này thì dài 2.440 feet và thời gian đi tàu kéo dài 2 phút. Đó là tàu lượn siêu tốc duy nhất trên thế giới mà bạn biến mất trong một đường hầm dưới nước. Nó thì rất là đáng sợ và rất là ướt át. Cô có từ roller coaster track có nghĩa là đường ray của tàu lượn siêu tốc. Tiếp theo cô có từ tunnel có nghĩa là đường hầm. Unit, duy nhất, độc nhất. Thì đó là nội dung của hai đoạn văn. Như vậy sau khi đọc xong hai đoạn văn thì chúng ta có thể thấy rằng cái điểm thu hút hàng đầu ở Ferrari World đó chính là Formula Rosa. Và tiếp theo đó là điểm thu hút khách hàng đầu ở Cosmo World đó chính là Venice. Bởi vì nó nói Venice in the unit. Thì đó là nội dung của đoạn văn và chúng ta cũng đã đọc để kiểm tra được đáp án của chúng ta trong hoạt động số 1 là chính xác rồi. Bây giờ thì cô và các em sẽ tiếp tục di chuyển đến hoạt động tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng di chuyển đến Activity 2, Read the article and choose the roller coaster which matches the sentences. Yêu cầu hoạt động số 2 là các em hãy đọc tiêu đề và chọn cái tàu lượn siêu tốc là những cái mà phù hợp với những câu sau. Thì bên dưới đây cô có 4 câu. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung của 4 câu và nối với những tàu lượn siêu tốc phù hợp ở trong hai đoạn văn A hoặc B. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và trả lời cho hoạt động số 2 này. On which roller coaster A or B? Ở cái tàu lượn siêu tốc nào, A hay B? What do you need to wear special equipment? Bạn cần phải đeo thiết bị đặc biệt. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhìn lại hai đoạn văn. Chúng ta có thể thấy rằng ở đoạn văn A thì đề bài có nói là chúng ta cần phải đeo kính bảo hộ để bảo vệ đôi mắt của chúng ta. Vậy cho nên câu số 1 cô sẽ lựa chọn đáp án ở đây là tàu lượn siêu tốc A. Nên cô sẽ điền đáp án ở đây là A. Tiếp theo, do you travel at extreme fast speed? Cái tàu lượn siêu tốc nào A hoặc B thì bạn đi với tốc độ cực nhanh. Extreme, cực kỳ, fast speed, tốc độ rất nhanh. Vậy thì chúng ta hãy nhìn lại đoạn văn. Trong đoạn văn A thì đề bài có nói rằng đây là một cái tàu lượn siêu tốc nhanh nhất trên thế giới.
Nó đi với vận tốc là 240 km/h và có rất là nhiều khúc cua. Vậy thì câu số 2 cô cũng sẽ lựa chọn tàu lượn siêu tốc, đó là A. Tiếp theo, 3. Cái tàu lượn siêu tốc nào, A hay B? Do you disappear from sight? Bạn có thể biến mất khỏi tầm mắt. Thì các em hãy nhìn cho cô trong đoạn văn B. Đề bài có nói rằng đây là cái con tàu lượn siêu tốc duy nhất trên thế giới mà bạn sẽ biến mất dưới nước trong một cái đường hầm. Vậy cho nên câu số 3 cô sẽ lựa chọn đáp án ở đây là tàu lượn siêu tốc B. Tiếp theo, cái tàu lượn siêu tốc nào, A hay B, for to travel on penny track? Bạn sẽ đi trên một khúc cua. Vậy thì các em hãy nhìn cho cô. Trong đoạn văn B thì đề bài không đề cập đến chúng ta bất kỳ một cái khúc cua nào cả. Mà các em hãy nhìn trong đoạn văn A, đề bài có nói rằng nó là một con tàu nhanh nhất thế giới và nó đi với vận tốc 240 km/h và có rất là nhiều khúc cua. Vậy cho nên câu số 4 cô sẽ lựa chọn con tàu siêu tốc ở đây, đó là A. Đó là nội dung hoạt động số 2 cô và các em vừa tìm hiểu xong. Thì tất cả những nội dung này chúng ta đều dựa theo bài đọc. Sau khi kết thúc bài học thì cô có một vài từ vựng trong bài đọc như sau. Cô có từ đầu tiên speed, tốc độ, bend, nghĩa là khúc cua, put on, nghĩa là mặc vào, safety glasses, kính bảo hộ, protect, bảo vệ, track, có nghĩa là đường ray, ride, có nghĩa là đi, đi tàu, lái tàu hoặc lái một cái gì đó, valise, biến mất, underwater, dưới nước. Thì đó là nội dung những từ vựng mà trong bài đọc này chúng ta cần ghi nhớ. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong nội dung hoạt động số 1 và số 2. Bây giờ cô và các em sẽ tiếp tục di chuyển đến Activity 3. What do these numbers stand for? Yêu cầu hoạt động số 3 là các em hãy cho biết những con số này thì được hiểu như thế nào. Hay chúng ta có thể hiểu là những con số này thì được viết tắt cho vấn đề gì? Vậy thì bây giờ cô và các em sẽ tiếp tục hoàn thành nội dung hoạt động số 3. Bên dưới đây cô có 4 con số. Chúng ta sẽ lần lượt cùng nhau tìm hiểu. Con số đầu tiên, 240, thì các em có thể thấy trong đoạn văn, chúng ta có con số 240 ở trong đoạn văn A. Điều này cho biết đó là tốc độ của con tàu này lên đến 240 km/h. Vậy thì cô sẽ trả lời cho con số 240 như sau. Task 3. The formula browser goes up to 240 km/h. Goes up to 240. Có nghĩa là tàu lượn siêu tốc The Formula Browser có thể đi lên đến vận tốc 240 km/h. Tiếp theo con số thứ hai đó là 32. Thì chúng ta hãy nhìn trong đoạn văn, trong đoạn văn B, chúng ta có con số 32, có nghĩa là có 32 điểm tham quan thú vị ở Cosmo World. Vậy thì cô sẽ trả lời như sau. 32. There are 32 fun attractions. In Cosmo World. Có 32 điểm tham quan thú vị ở Cosmo World. Tiếp theo con số thứ 3, 2440. Ở đây thì các em có thể thấy cũng trong đoạn văn B, cô có câu đó là cái đường ray của cái tàu lượn siêu tốc này thì dài 2440 feet.
Vậy thì câu này cô sẽ trả lời như sau. Valleys is 2,440 feet in length. Valleys is 2,440 feet. Valleys thì có chiều dài 2,440 feet. Và cuối cùng, con số number 2. Thì các em hãy nhìn trong đoạn văn B, chúng ta có câu đó là and the ride lasts 2 minutes. Và cái con tàu này thì kéo dài 2 phút. Vậy thì cô sẽ trả lời như sau. A ride on Valleys lasts 2 minutes. Một cái chuyến đi tàu Valleys thì sẽ kéo dài 2 phút. Đó là nội dung hoạt động số 3 cô đã trả lời xong. Thì tất cả những con số này nó đều mang ý nghĩa ở trong hai đoạn văn của chúng ta. Bây giờ cô và các em sẽ tiếp tục di chuyển đến hoạt động tiếp theo. Cô và các em sẽ cùng di chuyển đến nội dung thứ hai, đó là phần vocabulary, từ vựng places of entertainment, các địa điểm ở khu vui chơi giải trí. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với activity for listen and repeat. Yêu cầu hoạt động số 4 là các em hãy nghe và lặp lại. Thì bên dưới đây cô có 6 địa điểm về các khu vui chơi giải trí ở trong trung tâm. Vậy thì bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau nghe, sau đó là chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung ý nghĩa của 6 nơi này. Exercise 4, page 105. One, amusement park. Two, concert hall. Three, circus. Four, exhibition center. Five, theater. 6. Stadium. Như vậy là cô và Kem vừa lắng nghe xong. Vậy thì sau đây cô sẽ giải thích nội dung của 6 từ vựng này như sau. Cô có 1. Amusement park có nghĩa là công viên giải trí. 2. Concert hall có nghĩa là buổi hòa nhạc. 3. Circus có nghĩa là rạp xiếc. 4. Exhibition center, trung tâm triển lãm. 5. Theater, nhà hát. 6. Stadium, nghĩa là sân vận động. Thì đó là 6 địa điểm mà ở trong các trung tâm khu vui chơi giải trí chúng ta có. Bây giờ thì các em hãy cùng thực hành nói với các bạn của mình về các địa điểm này. Chúng ta sẽ di chuyển đến nội dung tiếp theo. Activity 5. What can you do in the places in exercise 4? Choose from the list. Tell your partner. Yêu cầu hoạt động số 5 là bạn có thể làm gì ở những nơi trong bài tập số 4? Lựa chọn từ trong danh sách, nói với người bạn của mình. Thì bên dưới đây cô có 6 hoạt động mà chúng ta có thể làm ở mỗi cái địa điểm ở trong bài tập số 4. Thì cô có ví dụ đầu tiên như sau. You can go on the roller coaster at the amusement park. Bạn có thể đi tàu lượn siêu tốc ở công viên giải trí. Vậy thì các em có thể thấy hoạt động của cô ở đây đó là go on a roller coaster, đi tàu lượn siêu tốc. Địa điểm đó là amusement park, công viên giải trí. Bây giờ thì cô sẽ giải thích nội dung của 6 hoạt động còn lại như sau. Attend a performance, tham gia một cuộc biểu diễn. See a sports event, xem một sự kiện thể thao. Listen to classical music,
nghe những bản nhạc cổ điển, go on a roller coaster, đi tàu lượn siêu tốc, see clowns and acrobats, xem chú hề và những người nhào lộn, see a robotics exhibition, xem cuộc triển lãm người máy. Đó là nội dung 5 hoạt động của chúng ta. Bây giờ cô và Kem sẽ tiến hành làm những câu còn lại như sau. Chúng ta có hoạt động đầu tiên, attend a performance, tham dự một buổi biểu diễn, thì chúng ta sẽ tham dự tại nhà hát, theater. Vậy thì cô sẽ trả lời như sau. You can attend a performance at a theater. Bạn có thể tham dự một buổi biểu diễn tại nhà hát. Task 5. You can performance at a theater. You can attend a performance at a theater. Bạn có thể tham gia một buổi biểu diễn tại nhà hát. Và chúng ta có hoạt động tiếp theo. Đó là see a sports event, tham gia một sự kiện thể thao, thì chúng ta có thể xem tại sân vận động. Cô sẽ trả lời như sau. You can see a sports event at a stadium. You can see a sports event at a stadium. Bạn có thể xem một sự kiện thể thao ở sân vận động. Hoạt động tiếp theo đó là listen to classical music, có nghĩa là nghe những bản nhạc cổ điển. Thì cô sẽ nghe tại một phòng hòa nhạc. Cô sẽ trả lời như sau. You can listen to classical music concert hall. Bạn có thể nghe nhạc cổ điển tại một phòng hòa nhạc. Hoạt động tiếp theo đó là see clowns and acrobats, thì chúng ta sẽ xem tại rạp xiếc. Thì cô sẽ ghi như sau. You can see clowns and acrobats at the circuit. Bạn có thể xem những chú hề và những người nhào lộn tại rạp xiếc. Và hoạt động cuối cùng của cô đó là see a robotic exhibition, xem cuộc triển lãm người máy. Thì chúng ta có thể xem tại các trung tâm triển lãm. Cô sẽ trả lời như sau. You can see a robotic exhibition at exhibition center. Bạn có thể xem những cuộc triển lãm người máy tại một trung tâm triển lãm. Đó là nội dung hoạt động số 5 cô đã hoàn thành xong. Bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển đến hoạt động tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng di chuyển đến activity 6. Choose the correct prepositions that answer the question. Yêu cầu hoạt động số 6 là các em hãy chọn giới từ đúng, sau đó trả lời những câu hỏi. Thì bên dưới đây cô có 4 câu như sau. Cô và Kem sẽ cùng nhau hoàn thành bài tập số 6 và trả lời 4 câu hỏi này. 1. What place is popular in with teens in your area? Cái địa điểm nào phổ biến với thanh thiếu niên trong khu vực của bạn? Vậy thì cô sẽ lựa chọn đáp án ở đây là with. With có nghĩa là với ai, in là ở trong. Cái địa điểm nào thì phổ biến với thanh thiếu niên ở khu vực của bạn? Vậy thì cô sẽ trả lời cho câu hỏi này như sau. Task 6.
One. Is he a bitch? And full street. Nó là bãi biển và những món ăn đường phố. Tiếp theo. Two. Is there an amusement park in your city? What ride is this famous for on? Câu số 2 thì cô sẽ lựa chọn đáp án ở đây là 4. Nó thì nổi tiếng với những trò chơi nào? Câu số 2. Nội dung như sau. Có công viên giải trí nào trong thành phố của bạn không? Nó thì nổi tiếng với trò chơi nào? Vậy thì đối với nội dung này, cô sẽ hướng dẫn các em trả lời như sau. 2. Yes, it is. Vâng, nó có. It is famous for. Water rides. Vâng, có. Nó thì nổi tiếng về những trò chơi dưới nước. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. 3. Are you fond in of visiting amusement parks? Câu này thì cô sẽ lựa chọn đáp án là 4. Có nghĩa là thích. Bạn thì có thích ghé thăm những công viên giải trí hay không? Với nội dung này thì cô có hai cách trả lời, đó là yes, I am hoặc no, I am not. I am hoặc no, I am not. Thì đây là câu trả lời của cô trong câu hỏi số 3. Tiếp theo chúng ta sẽ di chuyển đến 4. Are you afraid of in going on roller coaster? Câu số 4 thì cô sẽ có cụm động từ đó là afraid of, tương tự như fall of. Và afraid of có nghĩa là sợ. Bạn thì có sợ đi tàu lượn siêu tốc không? Tương tự như câu hỏi số 3 thì cô cũng có hai cách trả lời. Yes, I am hoặc no, I'm not. Vâng, tôi sợ và không, tôi không sợ. Thì đó là toàn bộ nội dung hoạt động số 6 cô đã trả lời và hướng dẫn các em cách trả lời của 4 câu hỏi trên. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến nội dung tiếp theo. Bây giờ cô và các em sẽ cùng di chuyển đến kỹ năng thứ 3, đó là phần speaking, nói. Activity 7. Think, what is your favorite amusement park? Write about its name, place, opening hours, special attractions and tickets. Present the amusement park to the class. Yêu cầu hoạt động số 7 là các em hãy nghĩ xem công viên giải trí yêu thích của bạn là gì. Hãy viết về tên, địa chỉ, thời gian mở cửa, điểm thu hút đặc biệt và vé. Trình bày về khu vui chơi cho cả lớp. Với nội dung này thì cô sẽ hướng dẫn các em một bài thuyết trình như sau. Thì đây là bài viết của cô. Cô cũng trình bày theo những nội dung ở trong đề bài yêu cầu. Đầu tiên, name, tên, Asterix Park, công viên Asterix, place, địa điểm, outside Paris, France, là một công viên giải trí ở ngoài thủ đô Paris, nước Pháp. Opening hours, giờ mở cửa, 10 a.m. to 6 p.m. 7 days a week, giờ mở cửa từ 10 giờ sáng đến 6 giờ tối, 7 ngày trong tuần. Special attraction based on famous comic book series. Goldrist, a large Monty looping roller coaster. Tunnel Desert, a large golden roller coaster. Cái điểm thu hút đặc biệt đó là cái công viên này thì dựa trên một quyển truyện tranh nổi tiếng. Các địa điểm nổi tiếng của nó thì bao gồm Goldrist là một cái tàu lượn siêu tốc nhiều vòng và Tunnel Desert, một tàu lượn lớn bằng gỗ. Tiếp theo, vé là 41 pound cho người lớn và 38 pound cho trẻ em. Thì trên đây là những cái thông tin mà cô liệt kê ra. Và bên dưới đây cô sẽ trình bày như sau. Asterix Park is an amazing amusement park outside Paris in France. It's open from 10 a.m. to 6 p.m. 7 days a week.
This amusement park is based on the famous comic book series. Its attractions including Goldorus, which is a large mounted looping roller coaster, and Tunnel de Zoot, which is a large wooden roller coaster. Tickets cost 41 pounds for adults and 38 pounds for children. It's well worth the visit. Công viên giải trí Asterix là một trong những công viên giải trí tuyệt vời nằm ở bên ngoài thủ đô Paris, nước Pháp. Nó mở cửa từ 10 giờ sáng cho đến 6 giờ tối, 7 ngày trong tuần. Cái công viên giải trí này thì dựa trên một quyển truyện tranh nổi tiếng. Nó thì thu hút bởi vì có những địa điểm như Goldorus là một trong những tàu lượn nhiều vòng lớn nhất và Tunnel de Zoot là một trong những tàu lượn bằng gỗ rất lớn. Giá vé thì 41 pound cho người lớn và 38 pound cho trẻ em. Nó là một nơi rất đáng để ghé thăm. Thì đó là nội dung hoạt động số 7 cô hướng dẫn các em. Với nội dung này thì các em hãy suy nghĩ về một cái công viên giải trí yêu thích của các em. Sau đó là trình bày dựa trên những thông tin này. Sau đó chúng ta sẽ trình bày với các bạn của mình. Ở đó có điều gì thu hút, địa điểm, giờ mở cửa và giá vé thì như thế nào. Còn bây giờ thì cô sẽ di chuyển đến nội dung tiếp theo. Bây giờ cô và các em sẽ cùng di chuyển đến nội dung tiếp theo. Writing, viết, a text message, một đoạn tin nhắn. Activity 8, match the affiliation to what they mean. Yêu cầu hoạt động số 8 là các em hãy ghép các chữ viết tắt với ý nghĩa của chúng. Thì bên dưới đây cô có 5 chữ viết tắt và bên dưới đây là nghĩa của 5 chữ viết tắt này. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nghĩa của những từ này trước, sau đó là chúng ta hoàn thành. Cô có câu đầu tiên A, bye for now, có nghĩa là tạm biệt. B, thanks, cảm ơn. C, have fun, chúc vui vẻ. D, see you tomorrow, hẹn gặp lại bạn ngày mai. E, talk to you later, nói chuyện với bạn sau nhé. Vậy thì bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu các chữ viết tắt. Cô có chữ đầu tiên want, see you tomorrow. Vậy thì từ những cách đọc của chữ viết tắt thì các em có thể thấy câu này phù hợp với chữ see you tomorrow, có nghĩa là hẹn gặp bạn ngày mai. Vậy want cô sẽ chọn là D. Tiếp theo to, B for L. Vậy thì các em có thể thấy câu này, chúng ta thấy nó là chữ viết tắt của các chữ by for now. Vậy thì to cô sẽ điền đáp án ở đây là A. Tiếp theo 3, T T Y L. Vậy thì các em có thể thấy ở đây là những chữ cái viết tắt của câu talk to you later, là những chữ cái đầu tiên của câu này. Cho nên 3 cô sẽ chọn là E, talk to you later. 4, T, H, X. Câu số 4. Vậy thì câu này các em có thể thấy rằng đây là chữ viết tắt của thanks. Vậy 4 with B, 5, H, F, có nghĩa là have fun, C. Thì đó là những chữ cái viết tắt mà cô đã hướng dẫn các em xong rồi. Vậy thì công dụng của những chữ cái viết tắt này là như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bảng sau. Story skills, kỹ năng đọc text language. We can use abbreviation when we write text messages. Using abbreviation save time and space. Ngôn ngữ văn bản, chúng ta có thể sử dụng các ký hiệu viết tắt khi mà chúng ta viết một đoạn tin nhắn. Chúng ta sử dụng các chữ viết tắt để tiết kiệm thời gian và không gian. Thì đó là ý nghĩa nội dung của các chữ viết tắt này. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng di chuyển đến hoạt động tiếp theo. Activity 9. Imagine you are at one of the places in the texting exercise 1. Send a text message to your friends. About 50 or 60 words. Write about where you are, who you are with, and what the roller coaster is like. You can use a variation. Yêu cầu hoạt động số 9 là các em hãy tưởng tượng các em đang ở một trong những địa điểm ở trong văn bản bài tập số 1. Gửi một đoạn tin nhắn cho người bạn của bạn, khoảng 50 đến 60 từ. Viết về bạn đang ở đâu, bạn đi cùng với ai.
Và bạn thì thích cái trò chơi tàu lượn siêu tốc như thế nào? Bạn có thể sử dụng những từ viết tắt. Vậy thì sau đây cô sẽ hướng dẫn các em làm bài tập này như sau. Task 9. Hi Bill, you won't believe it. I'm at Ferrari World with John. We went on the Formula Rosa roller coaster. Formula Rosa roller coaster. Is it the fastest roller coaster in the world? It goes up to 240 kilometers per hour and has lots of bend. And has lots of bend. You have to wear safety glasses to protect your eyes. It was amazing. You have to wear safety glasses to protect your eyes. It was amazing. Bye for now. Thì đây là nội dung hoạt động số 9 của cô. Cô sẽ giải thích như sau. Hi Bill, chào Bill. You won't believe it, I'm at Ferrari World with John. We went on the Formula Rosa roller coaster. Is it the fastest roller coaster in the world? It goes up to 240 kilometers per hour and has lots of bends. You have to wear safety glasses to protect your eyes. It was amazing. Bye for now. Chào Bill, bạn sẽ không thể tin được. Tôi thì đang ở Ferrari World với John. Chúng tôi đã đi tàu lượn siêu tốc Formula Rosa. Nó là một cái tàu lượn siêu tốc nhanh nhất trên thế giới. Nó đi với vận tốc là 240 km một giờ và có rất là nhiều khúc cua. Bạn phải đeo kính bảo hộ để bảo vệ đôi mắt của mình, nó rất là tuyệt vời. Bây giờ thì tạm biệt bạn nhé. Thì ở đây cô có sử dụng từ viết tắt đó là bye for now. Thì đó là toàn bộ nội dung hoạt động số 9 cô đã hoàn thành xong. Vậy thì các em hãy cùng hoàn thành bài tập số 9 này với các bạn của mình. Bây giờ thì cô sẽ tổng kết một vài từ vựng mà các em cần ghi nhớ trong bài học này như sau. Cô có từ vựng đầu tiên, speed, tốc độ. Two, cô có từ bend, có nghĩa là khúc cua. Từ số 3, cô có từ put on, mặc vào. Từ số 4, cô có từ safety glasses. Kính bảo hộ.
Từ số 5 cô có từ protect. Bảo vệ. Từ số 6 cô có từ track. Đường ray. Từ số 7 cô có từ vanish. Biến mất. Từ số 8 cô có từ underwater. Dưới nước. Từ tiếp theo cô có từ roller coaster. Tàu lượn siêu tốc. Tiếp theo cô có từ attraction. Thu hút. Sự thu hút. Tiếp theo 11. Cô có từ equipment. Thiết bị. Trail cô có từ amusement park. Công viên giải trí. Thirteen cô có từ concert hall, buổi hòa nhạc. Tiếp theo 14 cô có từ circus, rạp xiếc. Fifteen cô có từ exhibition center, trung tâm triển lãm. 16 cô có từ stadium là sân vận động. 17 cô có từ cloud. Có nghĩa là chú hề. 18 cô có từ acrobat. Những người nhào lộn. 19 cô có từ performance. Buổi biểu diễn. 20 cô có từ ticket. Vé. Thì đó là toàn bộ 20 từ vựng mà các em cần ghi nhớ trong bài học này. Như vậy là cô đã hoàn thành xong 9 bài học trong Lesson 6A Reading. Và bài học của cô đến đây là kết thúc. Thanks a lot for your watching and have a nice day. Cảm ơn các em đã theo dõi và chúc các em có một ngày học tập thật hiệu quả với lời dạy hay. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em trong những bài giảng tiếp theo.